Theo những người chứng kiến chia sẻ, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 40 phút trưa ngày hôm nay ngày 15 tháng 10 tại 1/800 đường tránh thành phố Vinh thuộc làng mạc Nghi Diên, Nghi Lộc. Thời điểm này, xe tải lưu thông hướng Vinh Hà Nội đã bất ngờ va chạm với xe khách đi hướng ngược chiều của nhà xe Thiên Trung. Cú va chạm mạnh giữa hai phương tiện đã khiến phụ xe tải kẹt trong cabin tử chiến, còn tài xế thì bị thương. Theo những bức ảnh ghi lại tại hiện trường thì phần đầu của xe khách và xe tải bị đâm bẹo dốm, biến dạng. Những bức ảnh này đang được chia sẻ trên mạng làng mạc hội và thú vị sự để ý theo dõi của số đông. Những bức ảnh ghi lại tại hiện trường vụ tai nạn lập cập được chia sẻ trên mạng làng mạc hội. Nguồn ảnh: Úc.